Chính chào quý khán giả của SPTN, chúng tôi là Tạ Cư Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu, 31 tháng 8, 2018. Dow Jones 25 25,964.82, With Today cộng 0.68% và With Today cộng 5.04%. Nasdaq 8,109.54. With Today cộng 2.06% và year Today cộng 17.47%. S&P 500 2901.52, With Today cộng 0.93% và year Today cộng 8.52%. Giá vàng là 1.206 đô la 90 cent một ounce căn cứ về dự kiện hôm thứ Sáu 31 tháng 8 2018. Giá dầu thô 69 đô la 88 cent một euro cũng căn cứ với thứ Sáu 31 tháng 8 2018. Và giá xăng là 2 đô la 8381 ga lông, căn cứ dự kiện từ công ty Ba Chi A AAA thứ 6, 31 tháng 8, 2018. Một đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8604 của đồng Euro Liên Hiệp Âu Châu, căn cứ với thứ 6, 31 tháng 8, 2018. Tương đương 0.7715 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.83 đồng Doan Nhân Dân Tệ Trung Quốc, tương đương với 111.04 của đồng Yen Nhật Bản và tương đương 67.48 của đồng rubble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm 30 tháng 8 năm 2018, 30 năm cố định là 4.52% và 10 năm, 15 năm cố định là 3.97%. Tình trạng thất nghiệp, tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 25 tháng 8 2018, có 213.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 3.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 182 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 18 tháng 8 2018, Mỹ có 1 triệu 708.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 20.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 7 2018 đã cung cấp 157.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng 7 xuống mức 3.9%. Theo phúc trình mới nhất của văn phòng phân tích kinh tế hôm thứ tư 29 tháng 8, GDP của kinh tế Mỹ cho đệ nhị tam cá nguyệt 2018 là 4.2%. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần qua thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả ba chỉ số đều đi lên. Dow Jones tăng cộng 0.68%, Nasdaq tăng cộng 2.06% và S&P 500 tăng cộng 0.93%. Cùng ngày thứ Sáu 31 tháng 8, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 0.02%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.98%. London FTSE 100 giảm trừ 1.11%. Shanghai Composite giảm trừ 0.46% và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 1.04%. Đồng đô la tuần qua lên giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu với đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc và với đồng ruble của Nga, nhưng lại giảm giá so với đồng anh kim của Anh Quốc và với đồng Yen của Nhật Bản. Đồng đô la hạ giá có thể giúp cho các công ty quốc tế có thêm lợi nhuận vì giá hàng hóa sẽ rẻ hơn trên thị trường quốc ngoại và đem thêm thuận lợi cho ngành chế tạo và xuất cảng của Hoa Kỳ. Thị trường việc làm tiếp tục ở mức độ rất tốt, tỷ số thất nghiệp trong tháng 7 và tháng 8 2018 ở mức 3.9% thấp nhất trong 18 năm. Tổng sản lượng nội địa Gross Domestic Product là 4.2% trong tam cá nguyệt vừa rồi. Đó là theo phúc trình mới nhất của Văn phòng Phân tích Kinh tế. Một lần nữa chứng tỏ Tổng thống Donald Trump đã giữ lời hứa trong khi còn vận động tranh cử các công ty lọc dầu của Mỹ đang hoạt động tối đa để thỏa mãn nhu cầu xăng và diesel tại Mỹ cũng như hải ngoại cho năm nay và cả năm tới. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hiện nay đã sản xuất phá kỷ lục 18 triệu barrel dầu thô mỗi ngày. Giá xăng hiện đang đi xuống một phần là vì mùa hè là mùa lái xe đã qua rồi. Giá dầu thô ở mức 69 đô la 88 cent một barrel, giá xăng xuống mức 2 đô la 838 một gallon trong 3 tuần lễ liên tiếp. Giá vàng ở mức 1206 đô la 90 cent một ounce hôm thứ sáu 31 tháng 8. Lãi suất mortgage xuống mức 4.52% cho 30 năm cố định và 3.97% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc hiện nay nói chung rất nóng, thị trường nhà tiếp tục phát triển trong những năm sắp tới bởi thị trường việc làm tiếp tục tốt, giá nhà đang đi lên và lãi suất mortgage cũng có xu hướng lên theo. Nói chung, kinh tế Mỹ đã phát triển rất mạnh và nhanh trong tam cá nguyệt vừa qua với chỉ số tổng sản lượng nội địa Gross Domestic Product GDP là 4.2%, mạnh nhất và nhanh nhất trong gần 4 năm qua. Kinh tế thế giới Kinh tế Trung Quốc đang bị chậm chạp, yếu kém trở lại vì hậu quả của cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ. Thị trường chứng khoán Shanghai với chỉ số Shanghai Composite đã đi xuống 23% kể từ đầu năm đến nay. Đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc đã mất giá khoảng 9% so với đồng đô la kể từ tháng 4 đến nay. Giới đầu tư đang bỏ chạy khỏi các công ty đại hai tech của Trung Quốc. Các công ty Baidu, Alibaba và Tencent đã mất hàng trăm tỷ đô la trên trị giá thị trường trong mấy tháng vừa qua. Trong khi chỉ số Dow Jones của Mỹ lên giá hơn 25% và chỉ số Chinese Tech mất giá 12%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang mất giá kinh tế hiện bị rối loạn do hậu quả của cuộc chiến tranh mậu dịch với Mỹ. Iran đang bị khủng hoảng kinh tế do hậu quả của lệnh tái cấm vận của Hoa Kỳ đã được áp dụng. Thủ tướng Malaysia, bác sĩ Mahathir Bai Mahomet trong chuyến công du 5 ngày tại Trung Quốc hôm thứ Ba 21 tháng 8 vừa qua đã gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Quốc Cường tại sảnh đường nhân dân của Bắc Kinh đã tuyên bố chấm dứt hai vụ đầu tư lớn của các công ty Trung Quốc tại xứ ông. Một dự án xây dựng đường xe lửa tốn 20 tỷ đô la và một dự án 2.5 tỷ làm đường ống dẫn dầu. US Trade Representative Robert Lighthizer hôm thứ Hai 27 tháng 8 cho biết một thỏa ước về mậu dịch giữa US và Mexico đã được đồng ý giữa hai nước. Thỏa ước này sẽ tạo dễ dàng cho ngành chế tạo xe hơi. Tổng thống Donald Trump kỳ vọng rằng Canada cũng sẽ ký theo. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới xin cảm tạ quý vị